Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lacan News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bất chấp các phương tiện di chuyển trên đường đông đúc, hành khách trên xe 16 chỗ vẫn thản nhiên mở cửa và vứt chai thủy tinh xuống đường. Tình huống trên được camera hành trình trên ô tô ghi lại vào tối ngày 4 tháng 8 khi vừa đi qua ngã tư Tân Hòa Đông giao với Phan Anh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ từ xe khách 16 chỗ, hành khách vứt chai thủy tinh xuống đường và vỡ vụn văng vương vãi. Thời điểm này khoảng 20 giờ 8 phút, mật độ phương tiện giao thông khá đông. Những mảnh sàn vỡ có thể gây hiểm họa cho những người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy hoặc người đi bộ qua đường. Đoạn clip ghi lại vụ việc sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận phẫn nộ. Nghĩ gì vậy trời, ý thức còn thua cả con nít. Nguy hiểm thật sự, thứ nhất là có thể làm hư hỏng bánh các phương tiện đi sau, thứ hai là những người đi bộ dễ dẫm phải. Mấy người ăn xin bán vé số không đi giày dép thì đứt chân như chơi. Mảnh vỡ mà văng vào mắt người điều khiển phương tiện đi xung quanh thì có phải báo đời hay không? Cần gấp danh tính người này, phạt nặng. Giá xăng dầu lại tăng, có loại tăng hơn 1.800 đồng một lít. Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Giá mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 8. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 30 đồng một lít lên 22.820 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 30 đồng một lít lên 23.990 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.810 đồng một lít lên 22.420 đồng một lít. Các nhiên liệu khác cũng tăng giá mạnh. Cụ thể, dầu hỏa tăng 1.620 đồng một lít lên 21.890 đồng một lít. Dầu mazut tăng 1.130 đồng một kg lên 17.670 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả mặt hàng xăng dầu. Trong khi đó, cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn với dầu mazut ở mức 150 đồng một kg. Đáng chú ý, đây là lần tăng thứ tư liên tiếp của giá mặt hàng nhiên liệu. Mới đây, Bộ Công Thương ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Theo quyết định, có 4 doanh nghiệp bị kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối. Một đoạn clip ghi lại cảnh thầy dạy bơi ở một trường tư đắt đỏ liên tục dìm đầu bé gái vì tội làm nước bể bắn tung tóe đã gây rúng động và tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Ngôi trường cô bé đang theo học là trường tư thục quốc tế tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, với mức học phí 50.000 nhân dân tệ, gần 200 triệu đồng một năm. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 7 vừa rồi không chỉ khiến gia đình cô bé bàng hoàng mà dư luận cũng đặt ra câu hỏi về an toàn đạo đức trong giáo dục. Sau đó, người dạy bơi bị sa thải, nhưng nhà trường không tiến hành điều tra về cáo buộc hành hung. Vụ việc này không được phát hiện cho đến khi mẹ cô bé giúp con tắm tại nhà. Bé gái đã ngăn cản khi mẹ cố gọi đầu, con không muốn gọi đầu đâu, con sợ bị sặc. Nhận thấy có điều bất thường, người mẹ hoảng hốt bảo con kể chi tiết về những gì đã xảy ra trước đó. Huấn luyện viên đã đẩy con xuống nước và khi con bơi lên, thầy ấy lại tiếp tục dìm con xuống nước, cứ như thế nhiều lần, cô bé kể. Ngày hôm sau, mẹ và ông của nữ sinh 7 tuổi này đã tới trường để xem đoạn video 46 giây ghi lại cảnh tượng đáng sợ diễn ra lúc 14 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7. Huấn luyện viên đã dìm đầu cô bé xuống nước ít nhất 4 lần, ngay cả khi bé cố gắng tránh né. Gia đình học sinh vô cùng tức giận, muốn tìm hiểu thêm về vụ việc. Thầy dạy bơi bào chữa rằng cô bé đã quậy phá và nghịch ngợm trong khi học nên anh ta mới làm như vậy. Một giáo viên họ Phương cho biết nhà trường đã xin lỗi gia đình nữ sinh nhưng không đề nghị xử phạt hành vi của người dạy bơi vì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Hiện tại chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với anh ấy, thầy giáo Phương nói. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao đoạn video quay cảnh người vợ trừng phạt người chồng vì tội xem video gái xinh nhảy nhót. Chẳng là anh chồng này rất thích ngắm những cô gái xinh xắn nhảy nhót trên mạng xã hội. Hôm đó, sau khi hoàn tất việc nhà, anh chồng lại ngồi bấm điện thoại. Khi lướt thấy đoạn video quay cảnh một cô gái xinh đẹp nhảy múa, anh như bị điệu nhảy của cô gái hút hồn, ngồi xem chăm chú mà không biết vợ đứng đằng sau từ lúc nào. Vốn đã hay ghen, thấy cảnh này người vợ không nhịn được mà quyết cho chồng một bài học để anh nhớ đời. Anh đã muốn xem, thì em cho anh xem trực tiếp luôn, người vợ nói. Sau đó, người vợ đã thuê hai cô gái xinh đẹp tới nhà nhảy múa cho chồng mình xem. Người chồng ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, người vợ ngồi phía sau trên thành ghế, phía trước là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nhảy múa. Trước mặt là người đẹp, nhưng sau lưng là vợ, anh chồng tỏ ra bất an, chỉ dám liếc nhìn vài lần, rồi cúi gằm mặt xuống đất,
Tuy nhiên người vợ nào có chịu, chị túm lấy tóc chồng kéo lên, bắt anh chàng phải xem tiếp. Nhìn dáng vẻ của anh chồng ngồi khép nép rất tội. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Một số cho rằng chị vợ thật cao tay, e rằng anh chồng sẽ chưa tới già, sẽ không bao giờ dám lén xem gái xinh nhảy nữa. Tuy nhiên số khác lại nghĩ, người vợ làm quá, ai chẳng yêu cái đẹp. Chồng xem nhưng anh không làm gì có lỗi với vợ con là được. Còn bạn thì sao? Bạn có đồng tình với cách làm của người vợ hay không? Bị người tình tung ảnh nóng đòi tiền chuộc, người phụ nữ dẫn chồng đến đòi danh dự. Được biết, đôi vợ chồng là anh Trung và chị Lan. Cặp đôi này cho hay, những ngày qua, gia đình sống không yên vì bị nhân tình của vợ gọi điện thách thức, hù dọa sẽ cho giang hồ đến nhà đánh anh Trung. Thậm chí, người đàn ông còn liên tục đăng tải ảnh nóng của chị Lan lên mạng xã hội để dọa vợ chồng anh Trung chuyển tiền cho mình. Đoạn video dưới đây là cảnh đội hiệp sĩ cùng vợ chồng anh Trung tìm đến tận nơi bán trái cây của người đàn ông. Theo đó, người đàn ông tự nhận mình tên Hoàng, 43 tuổi, quê Cà Mau, làm công việc bán trái cây trên xe ba gác. Hoàng và chị Lan ngoại tình với nhau và đã quay nhiều video lúc hai người ân ái. Thậm chí, người đàn ông còn tiết lộ chị Lan đã tự chụp ảnh nóng gửi cho mình và khẳng định bản thân phát tán ảnh nóng của chị Lan là chỉ muốn dọa cho chị trở về với chồng. Còn việc yêu cầu chuyển tiền chuộc đơn giản là muốn giữ giùm. Anh Trung cho hay trước đó, vì để gia đình êm ấm nên anh đã chuyển cho Hoàng 10 triệu. Nào ngờ về sau tên này được voi đòi tiền, bắt vợ chồng anh Trung chuyển 20-30 triệu thì mới buông tha. Sự việc ồn ào ngay giữa đường thu hút rất đông người đến xem. Đối mặt với nhân tình, chị Lan tỏ ra tức giận, không ngừng tố cáo sự xấu xa và chỉ trích người này làm tổn hại danh dự của mình, khiến gia đình mệt mỏi. Dù Hoàng xin lỗi và hứa sẽ xóa hết ảnh nóng, nhưng vợ chồng chị Lan, anh Trung vẫn quyết định gọi công an đến giải quyết. Và sau khi được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về điều tra xử lý. Đáng nói là bên dưới đoạn video, hàng nghìn bình luận được để lại, đa số đều có ý chỉ trích và chê bai chị Lan. Sau đây là một vài bình luận tiêu biểu. Bà vợ làm như bã đúng lắm mà la làng giữa đường, không ngoại tình thì đâu ra ảnh mà bị đăng. Nghe đòi danh dự mà thấy trơ trẽn, lúc cắm sừng chồng, sao không nghĩ tới khúc này đi? Một nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh khẳng định không bao giờ hợp tác với Ý Nhi. Cuối tháng 7, một thương hiệu thời trang đăng tải hình ảnh liên quan Ý Nhi diện trang phục của họ. Sau khi nhận được phản ứng từ anti-fan, trưa ngày 11 tháng 8, nhãn hàng này đã xóa toàn bộ, đồng thời khẳng định luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và không bao giờ hợp tác cùng Ý Nhi. Thực tế, người đẹp Bình Định vướng ồn ào suốt 2 tuần qua, dẫn đến nhiều nhãn hàng cũng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của cô nhằm tránh những cơn thịnh nộ từ khán giả. Thế nhưng, đến mãi ngày 11 tháng 8, thương hiệu thời trang trên mới có động thái xóa các bài đăng về Ý Nhi, chưa kể cùng lời khẳng định không hợp tác. Gần đây, fanpage của thương hiệu này nhận phải nhiều đánh giá một sao, do đó hành động của họ được xem nhằm xoa dịu anti-fan cũng như thu hút thêm sự chú ý. Trước đó, một thương hiệu thời trang khác cũng nhanh chóng ẩn các hình ảnh liên quan top 3 Miss World Việt Nam vì không muốn khán giả phiền lòng. Dù vậy, đơn vị chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm nội bộ để tránh đăng tải thông tin thiếu cẩn trọng trong thời gian nhạy cảm. Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2023. Cô sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World năm 2024. Sau đăng quang, cô có một số phát ngôn gây tranh cãi và đã hai lần lên tiếng xin lỗi công chúng. Tạm đình chỉ cán bộ Cục Thuế Quảng Trị say rượu, lái xe tông chết người. Chiều 11 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Tú, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên. Theo đó, người bị tạm đình chỉ công tác là ông Hoàng Công Thành, Phó trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Theo ông Tú, ông Hoàng Công Thành bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày để phối hợp với cơ quan công an liên quan đến vụ tai nạn gây chết người. Như đã đưa tin, chiều ngày 5 tháng 8, ông Hoàng Công Thành điều khiển ô tô lưu thông theo hướng thị trấn Khe Xanh đi Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Khi đến tại km 70+300 tuyến quốc lộ 9, ô tô do ông Thành điều khiển lấn làn và đâm vào mô tô do chị A, sinh năm 1994, trú Hướng Hóa, đang dừng bên đường. Cú đâm mạnh khiến chị A bị chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Thành và cho kết quả 0,13mg trên lít khí thở. Theo người nhà nạn nhân, chị A vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A đang trên đường đến nhà bạn lấy cháu cho con. Các tuyến đường ở khu vực Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 được ghi nhận có vận tốc xe chạy chậm nhất 28,6 km/h do tình hình giao thông còn phức tạp. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã cập nhật dữ liệu quan trắc giao thông và mô hình giao thông hiện hữu để đánh giá tình trạng giao thông quý 2 năm nay.
Theo đánh giá của trung tâm, tình hình giao thông thành phố trong tháng 4, 5, 6 đã có nhiều chuyển biến so với quý 1. Tuy nhiên, thông tin cảnh báo tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông vẫn còn khá cao. Một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể, xe chạy với vận tốc trung bình 33,82 km/h. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã có ghi nhận tình hình giao thông tại từng khu vực của thành phố. Vận tốc trung bình của các tuyến đường chính ở khu vực phía Bắc, quận 12, huyện Hóc Môn và Củ Chi chậm nhất là 28,58 km/h. Trong đó, các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông gồm xung quanh nút giao An Sương, đường Tô Ký, đoạn đường từ Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung. Nút giao Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 1, đoạn đường Tô Ngọc Vân, Hà Huy Giáp có mật độ lưu lượng phương tiện khá cao, tình hình giao thông còn rất phức tạp. Vẫn còn các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao như đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, đoạn đường Võ Chí Công và quanh cảng Cát Lai, nút giao An Phú, ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái. Bản làng tan hoang sau sự cố vỡ hồ thải Quảng Đồng ở Lào Cai. Ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ đêm 7 tháng 8 đến rạng sáng ngày 8 tháng 8, một đoạn cống xả tràn của hồ chứa bùn thải thuộc công ty cổ phần Đồng Tà Phời bị vỡ, dòng nước thải ô nhiễm tràn vào nhà dân, cuốn trôi nhiều tài sản. Sau 4 ngày xảy ra sự cố, đến nay hàng chục hộ dân tại thôn Phời 3, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai vẫn chưa thể về nhà vì bùn đất ngổn ngang đọng lại trong nhà, đường giao thông. Con đường nối một số thôn ở xã Tà Phời bị bao phủ một lượng bùn thải đen đặc, nồng mùi hôi thối. Ngoài việc phối hợp xử lý chỗ cống vỡ, công ty cổ phần Đồng Tà Phời cùng với Ủy ban Nhân dân xã Tà Phời và các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến sáng ngày 11 tháng 8, công ty cổ phần Đồng Tà Phời đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tà Phời, các cơ quan chức năng kiểm đếm xong tài sản của 24 nhà. Tổng cộng có 46 hộ sống trong 24 ngôi nhà, hỗ trợ 12 hộ dân dọn bùn, di chuyển khẩn cấp 10 hộ, 64 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau sự cố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu công ty cổ phần Đồng Tà Phời tạm dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng để tập trung khắc phục hậu quả. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân xã Tà Phời và các xã giáp ranh tạm thời không lấy nước trực tiếp để phục vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích khác, không tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nước thải và chất thải từ nhà máy sau sự cố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!